dùng ít dùng nhỉ thì cứ ti phong dương mà chùa thằng này sẽ làm lòng thiên chia trầu chương trình lủng mông nhất trong tạo thá tông chùa Bắc Cạn thà đầu chín ở nì bây giờ chương trình một chán xin lủ lý tạo ca mua dùng thế giới kế hao lụi cho này mua mình nhất trầu cho hai nành to xia ít thử chữ sò cho hai nành mông ở dùng thế hao lụi sò cái chết lùa nhìn đi thằng này sẽ làm lòng thiên chia trầu bây giờ chương trình ý chụp cứ ti phong dương mà chùa. Đồng chí Ngô Văn Du, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Oa Tha, Ban Nội Hao Lươn Tà, Ban Thường vụ Thành ủy, Tư Bộ Giao Ủa, Tổ Hao Lươn Đà Trào, Ban Thường vụ Trác ủy Ngân Sơn, Cả Sách Chùa, Thế Kế Ủa Umana Hậu, Bác sĩ Trò Khó, Đảm bảo Quốc phòng An ninh Thiết tại Hao Lươn Thị Khó Trần Giai Đảng, Viết Nhà Trào Nhiệm Kỳ, Lo Tòa Nhị Nì. Thần tấn hữu ở Hao Lư, đồng chí Bí thư Thành ủy Ngô Văn Du, Thác Khổ Tê Kê Ủa, Trần Ngân Sơn Tự Ủa Tàu. Chị ta lý nở, chế chế chuyện mua ít cho họ phía, ủa ô chị ta lo trả lý nghị quyết đại hội, lý do tàu cháy chùa thì các uôn dầu đã cấp ủy nọ chứ sao uôn tàu dầu mà do tàu mua cái cổng xe ủa sao uôn lo mà cho do tàu chỉ dò lộng uôn dầu nghe tiếng nhân lý nhịn nì mà tàu uôn khứ hành do tàu tàu uôn mơ na hầu uôn thế hát không có tàu muốn nêu nghỉ nhịn nì cha tự mua ít cho công lòng chạy tranh tiết gì do tàu thì cậu uôn dầu hành đùa uôn đi trả cò cho tốt nhất tiền nào nghe bố thuốc khó. Ba đại biểu Quốc hội khóa cọp lao họ sẽ bác cản do đồng chí Phương Thị Thanh, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội Hậu Sảnh, Hoa Thảo, Tư Mô Sao Ủa Mộ Hao Lư Đà Trào, Sở Lao động Thương binh Xã hội, Cơ sách chùa Tế Kế Ủa Chính sách Pháp luật, một tàu thiết thái tế kế chỉ giàu, đã mới nhận thải Hậu Sảnh. Nhận đi tần tháo sinh mua rẻ lì, sẽ cho gì tụi mới nhận giàu. Chủ tên tiên lì trong thiết cầu chi là tòa nhận đi, thứ mua lì, chỉ cho ó tụi mới nhận thải, tàu ô chỉ giàu. Ra khó phiền tạo dọ của chị dòng tàu trên ngã đại tá thiê tàu nào. Tư mua bắt đầu trả dọ của tù hình sự. Chạy tránh bỏ tàu, tế ra xóa các quan chức năng bỏ tàu nhân chỉ tàu. Ra khó chị môn tàu giàu mới nhuận thải, tàu ô chỉ giàu, tiết xì và chạy nhân chỉ mùng bỏ tàu các quan chức năng. Cứ đi phong dự mã chủ. Hội đồng nhân dân sánh khi ổ hộ nghị, quá sáu bách hiệu ổ nghị quyết số cầu plau, nơi bách chào thi cầu ý chống thi cầu trọng tại bác thương vụ sánh ủy, một trào nông nghị ổ hao lớn thờ, hội đồng nhân dân thuộc cấp, tham gia hội nghị, đồng chí phó chủ tịch thường trực hội đồng nhân dân xã Phương Thị Thanh, có cấp ủy thuộc cấp quốc hề, cậu tại dây hao lươn tờ hội đồng nhân dân chỉ dọc khi ủa cho họp hề hao lự các kế trình tranh tờ hội đồng nhân dân ủa tàu hải loạn tờ nghị quyết cọp lao đã bắt thương vụ tỉnh ủy cho tranh dò cho họp hề ủa ủa chỉ tàu lò chỉ dọc ủa tại hao lươn sách chùa kế ủa nghị quyết đã đốc thường trực hội đồng nhân dân thuộc cấp chỉ dò cộng ủa rào ủa là lo nông kế tờ đã ban tổ đại biểu sẽ tên chết lộ sách chủ ở rào đơn vị liên quan nhất đầu thao ủa bà ủa rào hậu ba nữ ủa hậu lớn tờ trung hội người cao tuổi Việt Nam do giờ Nguyễn Hòa Bình phó chủ tịch hội người cao tuổi Việt Nam tàu thao ủa đề tư tổ sách chủ thi mua cầu xuất khẩu đã khó ít xuất khẩu mua nông kỷ lì ít triệu ốc của thiên nhiên tàu cho lòng này nhớ ít lành cho lòng này lùa mua lớn này cứ hành tờ cho suộn lì thượng giáo cao trĩ điện linh thiên thị trấn trạng rã hậu cho ba mẹ khó đang giờ tới hao lư tàu khi ô tài dùa khi ô hao lư vì giò cho lòng nành Việt Nam đó là tờ tới hao lư tàu bỏ tàu kế tháp ban đầu thuộc cấp thuộc ngành đặt trao cho lòng nành ủa một đứa này cứ hãng tàu rằng ý chồng của ti phong dự mã chùa cho chồng thầu là mùa nhát trầu ba dân tộc hậu sinh tới tàu ở dòng thế kỷ hao lự cho khè trầu của ti phê sinh bó đùa trầu cho nành mua mình nhát trầu sinh bắc cạn ti khoan đảo tiếp tàu dọ ở rồ rồng nhát trầu cho chữ giò cho nành mua mình nhát trầu tê tê giò tố cá thia tại tàu ở thị trấn cấp ủy chính quyền cứ ti phê sinh thế kỷ chạy ổn nào ủa hầu cậu ô tàu dòng đùa là xị đùa thanh sẽ làm lòng trầu chát sầu tạc ca nhị quá mùng chàng nhá hao lượng đặng giá thảo cái giả thiết nảy mua uy tín nhá tròn đồ dê giả nhá tròn đặng sánh sánh ủy thế ủy ban nhân dân sánh của tàu tạc hề ban dân tộc sánh thiết giá cấp ngành sách chuột giả cánh ác chồng ít giàu khi mua giàu khi phụ biểu dương tê thật cái giả thiết nảy mua uy tín tranh tranh nhá tròn cái dê giả giờ đây đi thằng sánh của tàu tại mua tàu tranh cậu giàu khi phụ biểu dương tê lầu nành thật cái giả nảy mua uy tín nhất là giá chính sách là tê nảy mua uy tín nhá tròn cái giả nảy trả của tàu là khi ủa dinh xài trong ác sinh cầu dị sánh của tàu sách chủ lại ít xếp lóc của linh lao từ này mỗi uy tín cánh chồng ban dân tộc sánh của tàu khốc khề sạt xá mong ra kế ổn nào hậu tiêu này nha đại trà thiết khốc khề khi ủa trả lý trá quyết định chỉ thị đại trá thành thích trá ngành ra ba môn đông đá trào tiêu này mỗi uy tín khi mua rào nhíp lù thì mua hậu kêu tệ nhát trào tê rào chia chuồn nù thiết bé tiêu này mỗi uy tín thì mua ma mùng gành khi mua giá giàu kia đầu tên này là một sách chùa ô xì cạo chữ gì thiết tàn chi đoàn đại biểu này mua uy tín gì giá cha là sánh
thì chiếm phòng trung ương di trả thảo kẻ đạo đảng thế nào chứ? Thực hiện chính sách của người uy tín thì ban dân tộc cũng đã phối hợp với các cái sở ngành liên quan. Nhất đầu ta kể khi ủa chính sách ra tên ảnh mộ uy tín, nhất định ban dân tộc của tàu ra trả ngành thiết diện tục trà. Khi mua lớp tập huấn, chia gạt trúc sĩ nhịn bao, kể trài tàu tên ảnh mộ uy tín, trả khi ủa dòng hoa lự thì ủa dòng hoa lự nha gì giả. Nhất đầu ta kể khi ủa hoa lự mùng ảnh uy tín, nhất định tàu tục trà của chị tàu sách hiểu tranh, chị tàu nhịn bao, tổ kế sách hiểu tà hoa lự tên ảnh mộ uy tín. Nhà lì của chị tàu sách hiểu tàu tên ảnh uy tín, nhắc cả hoa lực ta khề hải cứ ti, nhắc cả gì già, khi ổ trả kế trả lợi đảng thì chính sách pháp luật đã nặng chứ. Cô lì trả kế tà kế ổ nào hỏi tiêu này nha đợi trả. Nhà lì, chị tàu sách hiểu tranh tên ảnh mẫu uy tín, nhắc hoa lực ta khề hải cứ ti, nhắc gì già khi ổ dòng trả lý trả chủ trương, kế trả lợi đảng chính sách pháp luật đã nặng chứ. Cô lì trả kế tà kế khi ổ nào hỏi tiêu này nha đợi trả. Bác năm, nhà y trai nhà tròn đồ trong đồ đại xiên đã sớm mắc cạn. Bác giá nền tràn đào đạt tàu chào dị phành phùa. Ông anh nhát tàu chá dễ dà, nhát tiền ra chá xua. Ra xe hai nành ông anh nhau kề. Nhát lì dí dí nông, nành mông nành trà. Là tạnh, nành mông lia, nành cá tông. Nhà này lúc nành nhát đã cứ ti hai nành trà của trịnh dí nào kế khứ. Mông ra kế ông nào ông anh nhá. Lúc nành nhát chỉ là trô tù. Nhát tàu áp ích chồng tham tà. Ban dân tộc thánh của tàu ra chá bác năm. Khi hiểu rằng trả chế độ chính sách là tên ảnh mộ uy tín nhất trong đợi chờ. Trình tranh nhà ra công an trả bát nạm, tàu khi mua, nô khi phụ tập huấn. Tu chia những báo kể trả tàu tên ảnh mộ uy tín nhất trong phân xã nành chờ. Di là sách hiểu tàn đạo thành ủy đảng, chính quyền trả thành. Nành mộ uy tín của tàu chia khi hiểu rằng hào lượng nhá dù. Nhá tàu khê, hải cứ ti bác sành, tàu chia ổn nào hào, ok. Tàu trô tê kể trả đắc hồ rằng, nhá dù hay nành. Tiếp ba tàu, hào lượng tàu trô lúc này nhá cứ ti dê già, tàu là trô tù. Nha trong đại cha Panam. Trong những năm qua, số người uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số ở thôn bản tại địa bàn huyện Bắc Nam đã tích cực tham gia tuyên truyền, phổ biến pháp luật của Đảng, nhà nước và các quy định của địa phương về công tác đảm bảo an ninh trật tự. Đồng thời cũng thường xuyên phối hợp với lực lượng công an. Nhất đầu áp bách trọng tâm đã chán hành uy tín nhất đầu phát sáng hành trài, nhất đầu trả dễ dài, nhất đầu đại trả phát năm. Của tàu trào xế, ổ dân hóa đội tạc khi khốc hề trả chủ trương kể tràn đại đảng chính sách phát luận đại chứ. Thì trả quy định đại trả mừng phát tổ trô mừng an ninh trật tự giả trào cứ ti. Nhân đại của tàu nên nôn ra lực lượng công an, nhà hào lượng khi ổ dòng phong trào, tên hà cứ ti tổ trô mừng an ninh tổ quốc giả tên hà cứ ti. Những báo mừng chan tù chá kế phệ đã tê nành ô tô ngọt lầu thi tê kế ô thợ bằng phát luật đà li giả xe xá trong lực lượng công an và thi phật tén giá nhìn xài ổn đề tìm mô tạp lâu sự xanh lịch trẻ nhát trong đúng dê già tê nành mô uy tín của tàu một thù giả chia cả ba xe chuột tù xe chồng chá nành mô uy tín nhát trong đại trá dê già của tàu hải cứ ti ổn đá cam kết giá ăn ra lực lượng công an thi tổ hòa giải chia cả ba tổ tê tạp lâu ra sự hấu dê hấu giả đà li già nhịn báo mỏng xiết xé nhát cứ ti như cả môn đồ hải giả tàu thành chính quyền đại trà sai chủ phép giả hàng ngày thì số người uy tín là cũng kịp thời nắm bắt phản ánh và đề nghị với cấp ủy chính quyền địa phương giải quyết những yêu cầu nguyện vọng chính đáng của quần chúng nhân dân trong thôn. Khi đà li quyết định cậu a tạ mua nô xiết trào lì pê chống thân cầu gì ban dân tộc sánh của tàu giá khi phượng ra trả ngành nhá lì mặt trận tổ quốc thì công an sánh chỉ cả ba tàu ủy ban nhân dân sánh công nhận về trả nành mỗi uy tín là tàu ít xếp lao bổ lệnh trao tù nành nhân đại ít xếp lao bổ nên cậu ít dễ dàng nhất tên ra sánh nhân đi tên ra ít dễ dàng cũng mua tàu ít tù nành mỗi uy tín nà ni của tàu giá trả nành phép tàu trả ngành chức năng hải cứ ti ra thị khá ốm một cứ ti ok tên ra khi hiểu rằng quy ước hương ước hấu dê hấu già ra thị khá dễ dàng lúng chia trịnh chính nhã lì già hoàng kim hồng y tổ cán bộ nảnh mông là xà hưu thị trưởng a thiên cầu chi từ già của tao trịnh tao xia ở dòng hào lự nhát trầu tổ tổng nàng phường huyền tụng thành phố bắc cạn nhã hào lự hào chế già dừa cái chả rau già của tao trịnh kiên tao xi già dê già già chế cả hài ra cứ ti mông tê ra kế ở nào hào thẹ già kế tốt trua lúc nảnh nhã cứ ti dê già thi thị khá dê già hồng chi dưới tay lùi hài dây thiết tranh già của tàu là cứ ti háo tổ sách hiệu giả thiê kiều tổ nành mộ uy tín dưới trong a sinh cổ khẹt giả tên nì
tổ tổng nàng của chị mua tạp đau tự thành từ ô bóng cử ti chá nên có tổ lào tứ tiết tứ nhiên hả mối dây danh của một chàng cảnh dư dù giả lý lúc này nhá cử ti đã tổ cổ tổ là tổ trua thi trổ tổ. Với trách nhiệm của người đảng viên thì sau khi được đảng nhà nước cho nghỉ chế độ về địa phương thì tôi cũng thấy rằng mình cũng phải có một cái trách nhiệm nhỏ đối với bà con về công tác giữ gìn an ninh trật tự cũng như là ra hao lượng nhãi tù nành đảng viên đào là đảng tín nạc chứ cha là xa đã làm đại cha nhã lì dục của tàu trá mua hao lự mình gì chỉ cả pa giả trò cứ ti nhã tổ trù lúc nành nhã cứ ti dễ giả là trò tù đà lì giàn dĩ lù trò cứ ti khi ôn nào hào tiêu nành nhã xa tàu kế chép lùa tìm một lúc nành nhã trò tù chỉ cả cứ ti một cái ôn nào hào xa tàu kế ruột trai nhã tạo tay tù đốt cái gì nhã tròn tù pa tổ trù lúc nành nhã cứ ti dễ nhân đạo tây thủ đốc kẹt chì nhát tròn thủ pa tổ trô cử ti lúc này nhát gì già chạy mua ông đào tây thủ đốc kẹt chì nành mua uy tín chạy chênh nhát tròn ta kế ổn nào hảo thế sản xuất sập lùa nhát lì bà đặng thị ngân nhát tròn lúc già khâu phàng sụp bọc bố chắp ba năm cô tông ra chả tổ chức đoàn thể tao khê hài xa tàu chô dị nền lùa mồng nhát tròn chống ăn sinh cầu dị chỉ hiểu chi nhân đạo trò chọc lao dị là dị chỉ mua văn hóa hai cứ ti mua kế chữ gì khi ổn là ra tới nhận nông trà kỵ tiền nhã lì trà tí ruộng trà đông hạ giống tới trồng khớp bè dùng trề tôi hàng làng một tỏi tin tưởng bảo dấu người uy tín nên tuyên truyền bà con nhân dân là cứ ti háo dây hậu giàn dành thiết chiều tuần này mỗi uy tín thi lì của cổ tao ta khi hai cứ ti ra ổn nào hầu nhã lì tôi dù nhu tự mua cách à ô li ô tê chản đồng hè giống chỉ cả mua nam mua hầu xí li ô tàu định rùa thiên xí già chỉ cả chỉ mua dịp rùa mồng là ai chồng là dây đàn nhì cô tàu mua trả dịp rùa đau dịp của tàu định rùa cứ ti háo dây háo già cô tàu tàu xí ô nam hầu tô trô lúc nành nhan xí già là trô tù chỉ mua nành ô sầu mồng phát luật chỉ mua nành hầu dê hầu dinh lúc nành nha cứ ti tô trô tê cái trả đắc hồ tên ra của xã đà ô trả lì cái chàng đại đảng thì chính sách phát luận đã nạ chứ vi phạm pháp luật là người uy tín trong địa bàn sao bố thì cũng có rất là tinh thần trách nhiệm trong đó thì có bà Đặng Thị Ngân người có uy tín ở thôn Khâu Phảo ra nành mua uy tín nhắc cầu đã xuống bọc bố của tám một xí ở rừng hoa lư nhã lì bà Đặng Thị Ngân và tụi nành mua uy tín nhắc cầu đã lúc già Khâu Phảo tôi giải tụi nành một xí nhắc hậu lựa tà khê hải cứ ti kiểu dòng trả chủ trương cái chàng đại đảng chính sách phát luận đại nạn chứ chính tranh nhất trong lúc sĩ đồng đảo của tạo ở dòng hoa lư bé tù trại hai hộ viên dụng nhiệt dòng ti tây nhiệt giải đại ngân hàng chính sách xã hội nhà đại chi hội ban niệm hội viên đoàn viên quản lý tốt để cái vốn vay ngân hàng chính sách cho hội viên các chi hội lúc già phi đen sụ nghiên loan cho ba năm tàu giải lúc già chủ già với giá nảy mông chiếc à trang nguyên binh sẽ có băng là nha tụ chẳng nì thống đê chủ già ô tê ô cử lúc này nhan chinh đọc cái cử hành trà liên đã già tới cái trà khúc phê nhá lì dù mà nhựa trông khía tích khi chờ dù nệ dù tin giá dù thanh dày trịnh chinh già trịnh trịnh đe ô đeo lòng giá một tàu tù tị lào giúp văn về ít tù thắc kẻ già tù này mỗi uy tín một xia tà khề hải cứ ti tàu xia ô nào hầu thắng tàu tây dạng nông trà tôi dù chia thù lấy nhu tự sẽ trà đà tàu có trâu dị khi ô xây trong mua nhà xong đà tàu chỉ chào trà ít bộ triệu nhiê nhân đạo tin lào của tàu trình hải cứ ti chỉ lua diễn đồng hè giống nhân đạo dù trà thiết tù chuồn đồng trà đà tố trua dù tây cây trà đắc hồ dòng trà ba trẻ tê cây trà khúc hệ ba trẻ mồng chín giờ xong va nếu giải từ này uy tín nhà trò họ bê lô thôn phía đây đợt từ khi giải từ này cho cái ly cái trái nọ chứ nha nếu giải từ tí này ở một vấn đề cho ra cái ở nọ ở hầu phát triển kinh tế thì nếu cứ giải từ này ở hai to lùi rong trò bé sành sẽ đần dây xia là một trò chơi kế tu kế block kế đu xí chè xí tranh chè liệt chè a chè để cô giấy tuần này ở hai to bé sành sẽ đầm long thua cho hơi lự rong li bé ua hơi dây hơi giò để giờ tụ
hai tổ ô tô thia tu plo tu tu rong thia tà cho họ bế dây rồi một trót bể giá bể u về một rất chờ này giấy tờ cho nó cho u thia tổ bế sạch sẽ đến trên xe để mua lúc công về tổ họ lượng thấy là nhất trong áp bách chủ tham đà này mỗi tí nhất trong bế sạch này trải nhất trong đợt sạch mắc can cô tòa là ban dân tộc sánh sách chùa pé sản đầu xa pé tàu hao lựa tạc khi hài pé sẽ hành trà khi ở dòng trả lì cây trài đại đảng khi chính sách phát luận đại nạ chứ khi ở dòng chính sách một pé sẽ hành trà trào xí ở dòng hao lự xị khà tốt trô cây trà nạ chứ chính quyền cơ sở tốt trô mở an ninh trật tự đà lì và trào xí tạc khi hài cứ ti khi ở dòng trà phong trào xị khà môn hình văn hóa nhất dị giả ố đôi cây chỉ nha khi ở một quy chế dân chủ là thị khán giả thống chia khi ở mô cứ hương ước nhà hậu dân giả tốt trô kẹp trà đáp của dòng giữa bước đành nha dòng dịch ta đà lì già khi mô thi tốt trô tê kê trà đáp của đấy là dòng nha dù hai nành trà tê kê cúc phê ba trẻ chỉ dòng chế cả chỉ mô kê đau lòng đà tê dạ lì từ tiệt tính nhiên hào mô gia danh chỉ mua mừng. Trong thời gian vừa qua thì đối với người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thì được ban dân tộc tỉnh rất là quan tâm nhất trong lúc sĩ thông đạo ra nành mỗi uy tín nhất trong bác sĩ nành trà của tòa là ban dân tộc sánh sách chùa tranh tạc hệ giải trà chỉ gặp bác trò tên nành mỗi uy tín thầy chồng la mồng cao chữ dị đầu trà lớp tập huấn đà ly già la mồng oxy cả chữ dị nhất trò dược sánh thi ác chặt sánh nhất đạo là tập huấn chỉ gặp rút sĩ nhịn bao tạc hệ chỉ gặp bác ổ mô kế ok nhá cứ ti ra tiền hà cứ ti xóa nành ok nhá gì già nhận thức tuyên truyền để góp phần cho việc củng cố khối đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư nhất đầu sĩ đặc ca ban dân tộc sánh của tàu trá tạc khề trá trá thành phố hài công nhận về cha nành mỗi uy tín nhất đồng đồ trong áo sơn lên cổ chùa trong áo sơn lên đền cậu quê trà ly tiền hà cha nành mỗi uy tín chia nhất đồng đặc sánh đa tàu ít xiêm đắp của linh trà tổ nành đào lì tàu trán ra tráng ngành sách hiệu giả thi trả thành chính quyền xin đồn chào ô dòng hoa lựu chính sách ra tên này mỗi uy tín nhà trò bất giải này chào chia gạ pét tàu trò hoa lựu khi ổ nào hỏi tiếng này nha chia gạ tổ trôn mùng quốc phòng an ninh chính trị nhà trò đại dụ chào nha là trò tử cả ô trò trò đèn tàu nành cầu o nhà trò hổ và tiểu thủ tướng chính phủ pét đào chán nành lùa chọn nhị chán nành mua mình trò tế chờ mua công trò tế chờ thống đệ úm mùa tranh mạnh tề nhà lý cha bắc nằm thành bắc cạn tiếp tàu sách hiệu ở dòng tàu giá dị chế chính sách bắt đầu là cứ thi bên sành cả mua ve mua chế nho ta kế tránh sáu tạ ca thanh sơn lòng thiên chìa dạ ý dị nành một công dị cái khứ mừng chế nha sau trong á sẽ lên cầu dị chế giả ma văn hà nha tàu lũ giả bản đính xuồng nhiên loan tàu là nạ chữ bắt tàu bắt chào trường nhi chế cả khi ối lũ chế chi nha sống lũ chế cú tàu cú bổ là tại thế này lúc chế của tàu là tè trô tù đe tha hô xì. Nhất đầu lúc chế chia nì, giờ ha của tàu ná dòng xia. Nhìn đi giờ của chị sao, nhát đầu chan tu nè, trẻ cu. Nhờ đảng và nhà nước nó thương nhau. Đảng thế nào chứ, lúc giải dù chế nhát lì, tàu bác nhiên tập lấy chào trường nhiên, chê cả, dù thì dạ là ô chế. Hậu chế của tàu gì mình chỉ nhé, chỉ cả nhìn đi, ô tàu ít lúc chế trô tù đẹp thở, nhá lì, ná ca xe ô trô nành nhá đùa. Chưa cây nhà cũ thì dột hết rồi, mưa xuống thì không có chỗ ở. Chị già mua dị chế giả ha, nhìn đi, chắc bán nạp của tàu mua cộng tàu dị chế chính sách, nành sinh dề nành một công đã kế mạnh, tàu là ba sách chủ khá của chế chi nha trả lì quyết định, nành gọi an đã thủ tướng chính phủ. Trả lời quyết định gì khi ổ chia là ba tàu bắt chào trưởng nhiên nhà y lưu chế hiệu kha là ba tàu ngậu trưởng nhiên nhà y dị chế đầu chỉ chẳng khi ổ chương trình giờ tên đi tên hạ trái của tàu mua bắt chào bao dị là trả lù ba nhiên ổ chế chia nha là tên hạ trái nhiên là tàu y phành bay tí nhiên chỉ cả khi ổ là tranh dòng chắc ba nạp của tàu tàu mua bắt tàu khề sai chùa thế chùa trời già nành chỉ cả mua cái ba tàu đà lì và ô dòng hóa lựa tạc khề hai trả tổ chức chính trị xã hội trả doanh nghiệp là một cái pa trong tên này một công đã cái mạnh chành chín đọc cái khứ mộng chính nha
chế của tàu cố bùa thì không lẽ giờ tới ni tên hà chả công trình ổ chế nha tàu là ba khi ổ chi tàu tên hành một công của tàu là tè trời si thì trả lời kẻ khi ổ hao lượng khi ổ thì ổ dân xài ra cho chính sách đạo nạ chữ đầu tuần này một công đã cho ba năm của tàu là một chính nha trộn tù nhá trầu tới lúc chế đe thả hồ chì đã lì già mua kế trả ca xe ổ nạo đành nha trộn tù đùa. Nhìn đi thẻ tòng ra tê kế tàu thế là cho chế cháu kế tên đồng cầu mà tông cả chỉ đã tiền đò chỉ tròn nành tê nhảy ta cái hậu lựa chỉ dòng gì nên đã dễ hóa nên nhát trâu thì ba bể cho tốn giải lụa tới mọi nu một hai ta trâu sẽ chỉ cả trâu thêm nhội dầu tới cả lớp bao thí dụng trâu cho tiền ở cầu mỏ thọ yếu tàu kế tê nhát lì chè ta nên lòng trâu che sầu nhốt hồng tả ở ban thường vụ sánh đoàn tổng ra công ty Vinamoto chi nhánh Bắc Cạn khi mùa nu hội lùa nành ra mua cái chài mỏng chê dòng dầu in tại thị trấn trợ giá cho ba bể hao lượng ni của tàu mua tàu bếp bố chiếc dầu thủy lộn nành tê cứ ti tô mua phù đại nút hội tổ chức đoàn thanh niên của tàu hải tê lộn nành ra tên nành cứ ti dỗ ổ đô kỳ ổn tê nha khi ổ trả lý pháp luật mong an toàn giao thông nhất là mồng chê dòng ra ly dầu hải lộn nành mua văn hóa mồng chê sách chùa mua tê kế mồng chê dòng trịnh tranh nha lì chi học trả học biết khẩu nha mồng chê mong chế dòng đồng cầu mạng bảo hiểm thanh thùa mong trợ già dù xét kế ý tù lồn nành già ý tù nành ta khê hài giả trọng tên mình nhuộ dầu thi tiền hạ cử ti những bao chính mong chế dòng trả lý trả quy định đại luật giao thông đường bộ. Ban thường vụ đoàn chúng tôi sẽ chỉ đạo đoàn thanh niên các xã thị trấn nhất đầu xin tạc a ban thường vụ trai đoàn của tàu tà khê trà sụa thị trấn khi một cái tà khê thì tôi sẽ nhận bao trò tên lồn này nhất trong trà sụa đà li và ôn đá cam kết chỉ ô thọ mỏng chê ràn đầu ta thì ô yếu tiêu chí chỉ cả xuôi lại đoàn viên nhất đầu sở chồng thiết bay của tàu tạm mua ý đội tình nguyện chỉ cả bé tàu trôm mỏng an toàn giao thông nhất trong đại trà sách chùa nha trầu thị trấn trận giã thì Quảng Khê và các xã như là khu vực Quảng Khê. Hao lượng đông cầm mạng bảo hiểm tài giản đu trịnh thơ bé tàu dù ta xiên ra tên hành tra trải mồng chê tàu kế nha tê giàu mong chỉ rồng mẹ chế chỉ đạo xin rào tê tụ nhân đạo chỉ giả tê tụ từ của gió nhịn bóng tàn tu ni giả ly hao lượng đông cầm mạng bảo hiểm cho giả phe ra lực lượng cảnh sát giao thông cụ trình mua đà ly giả trình dụng tới lúc cầu mạ chỉ là trô dòng đồng tra trải một chế tàu kế. Giá lì mà đầu ý chương trình là trả đơn vị đoàn thanh niên khi mua tàu kiện tàu lúc cầu mạ bảo hiểm tàu tết luận này môn anh tổ khứ nha nì của tàu giá ấn thủ trịnh chiến hành. Chia lì đã hào lượng quốc hệ cái đồng cầu mạ bảo hiểm lì trả cả là dòng trả giá thiết một chế trô tù tàu là đầu tù sách hiệu giả. Em đến tham dự chương trình hôm nay em cũng cảm thấy rất là vui với lại được hướng dẫn từ đi là quốc hệ ti mồng chê là trộn tù chỉ cả dù bao mồng chê dòng trộn tù xuống đồng công mà bảo hiểm ly trả cả trời già thì là trộn tù là tô một phủ cả những bao nhát lì dù tao là trả ti lầu một phao tê quốc hệ nhá lì dù của tàu mua kế những báo mũ chê là trò tủ thiên tổng cộng mã bảo hiểm dòng trâu tên hành hậu chế hướng dẫn các anh em trong thôn bản mình để đi xe nó an toàn giao thông hơn và đổi mũ bảo hiểm và đúng quy cách như đã em đã được thấy. Cái việc đổi mũ bảo hiểm thì mình cảm thấy là nó an toàn cho mình với lại an toàn cho đông cộng mã bảo hiểm và đu dòng trâu dù chế thì tên hành dầu sậu chê nhất là xe đạp của gió trụ đông công an bảo hiểm mồng chê thẻ già tù dòng là có bị tai nạn thì nó sẽ không bị làm sao ấy nó an toàn hơn. Cụ tao hai chế gà nành mồng chê khi ô dòng trả lì luật nhất là của gió trụ sinh nhật bao đã thuộc tù chiều tao linh đạo nhau luật tao khề hao lư ồn đạo cam kết khi ô trả lì luật giao thông đường bộ giải in tù trịnh thao hành thế nhận đi tên luồn nành nhất đầu cho ba bể của tàu ồn đã cam kết khi ồ trả lý cho tiêu chí văn hóa giao thông thiên đầu cho quy định mong trật tự an toàn giao thông
nay đi của ta già tiêu chí nhà trầu xếp loại sai chủ đoàn viên nhà sầu chồng nhà li ít tuổi luồn nành của yếu trụ sinh nhịn bao khi ở trả lì luật giao thông đường bộ những đồng đà ở chế đoàn ba bể của tàu khi mua là họ lựa chỉnh chinh chứ cả tàu khi luật giao thông đường bộ giả trầu tên luồn nành thì mày giàu cạn đông đà ở đàn tàu ta thống chi chứ cả trụ sinh nhịn bao tên họ lựa chỉnh chinh lì đã tên luồn nành đã an toàn giao thông của tàu thì tàu giả tên đồ chỉnh chinh ba trụ sinh nhịn bao thì bao mùng chế là dòng nhà trầu tên luồn nành ra mua xe họ lựa tránh đạn tên lửa này nhét đầu cho ba bê ra trả thạnh thế trả ngành xí già chế cả cha chàng gầy trả giàu chế xỉn rào thiên là chế tê ít chồng cái tí phong dường mở chùa tới vậy tổ chữ già nướng bể hộ vi văn họa giờ hãy nành mong nhét đầu tiền họ này tứ tàu xe tàu ua tàu mua tàu lưới xe chua tù nếu tứ tờ vậy ít tổ nành tàu thao uốn tê trào cái tí bê sảnh hoàn tàu bát rồi là sao đời uốn nạo uốn hầu sao để tê cái chết phừa chua tủ một tàu chát sầu chênh một trò nửa lúa địa giò thắn em lòng trò chát sầu tạ ca nhất trò đốt giò bác thó mã sụ vũ loan cha nà rì một tàu bế chầu ý gì hay nỉnh mông hết trò nhóc u kỳ đốt giò nên mà trình chiến đấu tê kế khứ kế trò nhẹ cứ ti bế sình uốn no tê chỉ tứ tàu chênh một trò chè cô sư nhất lì to cái chết lùa tứ tàu chênh trông cho nỉnh chỉ bón tàu tê của tàu chênh mua lý thuyết gì một đoàn tàu thay ổn nào của hầu hòa cứ ti bê sảnh cả tàu sách hiểu tàu cứ ti bê sảnh sáu sách vừa nhất tàu tê tê giò ít tàu tung mông lúc về hồ vi văn hòa chờ chủ trong ít chia chụp bùa chui chậu để thứ tàu à thì của ít tàu chữ giò nhất tàu lúc giả bác thông trước hết là cái công tác tuyên truyền chứ nhưng mà tuyên truyền thật tốt chứ nữa xong sau đó mới vận động ổn thế chỉ chú chủ đoàn tàu thay ổn thế khai đầu cứ ti bê sảnh tàu tê nô khi phù cứ hành thiết gì nhận này cứ ti bê sảnh một đoàn đón đáo tê bao chờ mà của chỉ bón tiền đáo liên đáo một rau cậu tê kế chay là một uốn no của khứ dù cái chủ xé uốn tê dù uốn tê tàu cứ ti bê sảnh chia bỏ chỉ thông rồi tê chá chế cậu tê là một khe tàu cứ ti bê sảnh là thiết uốn chờ nhưng mà mình biết rằng mình sẽ truyền đạt cho bà con chị đồng trao tới gia cái hậu lượng nhất rồi tổ chức rõ họ ni tức thời hải trao cử ti bê sinh một trò chủ trương đồng tại hậu đảng nọ chứ cô li một trao tới hậu lượng hải xây mọi đã chỉ tề khứ tề họ tức tổng hải tỏ trao lá cỏ lá sẽ đỡ bóp lòng thiết một trò nhất rồi tới chi tề rõ tứ tiề thì một nàng dù tuổi nhỏ tỷ bê chỉ một nàng ở địa hậu gia danh khẩu chỉ trả chỉ chơi xin tàu ở tông ở lầu hải trao cử ti bê thành sẽ đỡ lỏng một trao tới gian tông trò rồi dạ nên công nông lòng tàu con đảo tiếp tục giải ra cái hải là một trâu trò chó đồng người tiệt thạch đen từ giờ chó thạch đu tê bắt đầu cứ ti bê sinh trở xiết ta kệ uốn no và vi thị phương giải ít từ này nhất trâu rút giò nên nửa từ chỉ môn đảo lia ha giải gì chế tránh mưa tàu in ra lia tế là một trò rồi chó tiền như ùa thạch đu mẹ bắt trở xiết ta kệ uốn no ùa hầu rồi cứ ti bê sinh họ nì ti một trâu tàu tha thiết ùa tàu dùng cái hậu lự nhà ít từ chữ giò họ vi văn họa nếu tiếp tàu bé đầu cứ ti bê thịnh chả xiết ta kệ ổn no nhất đầu lúa giò bác thông nhà tiên ní muôn tàu ta kệ lồng chia lúa giò ní muôn tàu dị muôn tàu tivi mua chế mài ít bộ phim bùa tem nhựa tiếp tàu một cành tóc cành tớ thầu tỏ lúa chay một cả dễ hơn ngày xưa nhiều lắm rồi ngày xưa thì khó lắm ngày xưa chưa có điện này nhìn đi mẹ lo nhớ họ tên nhì lúc này thiết tàu lóng chia là đầu lên đầu thệ u mẹ tới chỉ mua điện chỉ mua đất trí tê nhà tên nhì mẹ biết tàu mua tiền chết trò trải mua tiền điện tàu mua tivi mẹ biết thiết tàu dùng xía kể lì không có tivi không thấy thế giới thế nào không thấy đâu cũng tuyên truyền vận động dân chú gió nên thiết tàu chạy lụa thiết gì này thiết toàn tàu thao thiết ủa tiền nhiều ít từ chú tranh tiền nhất rồi chú gió thiết khai đầu bê tê kế chày có bê sẽ đỡ bóc thiết ủa trời theo một tàu đầu tê kế khứ nên ít từ chú gió tức tàu chạy lụa lý thiết là họ hay bóc tiền nhẹ tên nhìn một đầu tê kế ủa no tê nhớ chủ tàu ủa thiết có một đầu giá sĩ hạ yếu toàn nên tàu lò xị thì khoan đảo nửa thứ tàu giá ít tuần này môn tàu ta hậu lự khía thế một tàu kế hoạch khai đầu cuối ti bê sảnh một giò chờ một tàu tê lù hài lò dị cả một tàu tê kế ổn nặng của hậu nhất rồi tê dê tê sò trật con tàu thứ tàu bét rồi là cuối ti bê sảnh sẽ đảo môn tàu cho hậu lự ổn trầu cho xe ở gớt giò hóa tê ni mà có ở tìa dây đầu cuối ti bê sảnh cộng bét cuối ti bê sảnh là do trụ tàu khí phụa thế ở tìa môn tàu ta kế hậu lự khí ổ kề nên đảo bét đầu cuối ti bê sảnh sẽ đảo ta kế ổn nặng thế nửa thứ giò đảo ti lò họa nhà ít tuổi này nhất là lúc già bác thôn bác sĩ còn gì đâu dù tiết chờ cọt trua tủ thiết ta kiểu nó sừng ít trong nghề thì cứ ti phong dương mở chùa nên sẽ đánh dìa tèm rồi chương trình cha đua lùng mong tại thọ tông chùa Bắc Cạn trầu chỉ hắn nì
Bây giờ chương trình chúng mô tả trong tạo sư. Quý trong nghĩa tí cứ tí phong dự sẽ đảo chầu sẽ đảo na ca nhau sống.